ngã tư cổng chính đi vào khu tái định cư Lộc An Bình Sơn và đối diện là khu nghiệp Lộc An Bình Sơn. Ở đây là tuyến đường N23 xuyên tâm dự án. Tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, tất cả các cái tiện ích đã về đầy đủ và đang đưa vào hoạt động rồi. Cô chú anh chị cùng theo chân Thành Len, chúng ta cùng khám phá khu tái định cư Lộc An Bình Sơn cô chú anh chị nhé. Trường mầm non, ngôi trường với diện tích là 1 mẫu 1 và đạt tiêu chuẩn quốc gia. Ngôi trường này hiện tại đang trong quá trình thi công và sắp tới năm 2024 sẽ đưa vào hoạt động. Trường mầm non trực thuộc phân khu 1 được bao bọc bởi tuyến đường N41 và tuyến đường N42. Ngôi trường đầy đủ tất cả các tiện ích như công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, khu đá bóng. Ngôi trường này là ngôi trường mầm non lớn nhất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Trường tiểu học Suối Trầu, cô chú chị đang được nhìn thấy toàn cảnh từ trên cao ngôi trường cấp 1 Suối Trầu với diện tích lên tới 14.697 m², được bao bọc bởi tuyến đường D22, N23, N12 và D26. Ngôi trường này hiện tại đã và đang đưa vào hoạt động, đang hoàn thiện thi công những giai đoạn cuối cùng. Trường học cấp 2 hiện tại đang thi công. Dự tính quý 3 năm 2024 sẽ đưa vào hoạt động với tổng quy mô lên tới 30.690 m². Ngôi trường có vị trí đắc địa nằm trên trục đường N39 được bao bọc bởi 4 tuyến đường như N39, D29, N30, D27. Ngôi trường này sẽ có đầy đủ các tiện ích như sân đá bóng, sân bóng chuyền, khu vui chơi giải trí và nhà toàn năng. Hiện tại ngôi trường này là ngôi trường lớn nhất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, trực thuộc mặt tiền đường đắc địa N39. Trường trung học cơ sở Suối Trầu hiện tại đã và đang đưa vào hoạt động với tổng diện tích lên tới 15.959 m², góc mặt tiền giữa tuyến đường N23 và tuyến đường đắc địa D22 được bao bọc bởi 3 tuyến đường D22, D23 và tuyến đường N16 trực thuộc trong tổng cụm 7 mẫu gồm trường học, miếu, nhà chùa và sân đá bóng. Hiện tại ngôi trường này đang trong quá trình hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng. Ủy ban nhân dân xã Lộc An, cô chú anh chị. Toàn cảnh trên cao Ủy ban nhân dân xã Lộc An trực thuộc phân khu 2 với tổng diện tích lên tới 23.482 m², được bao bọc bởi 3 tuyến đường D32, N43, N38. Hiện tại ủy ban đã đưa vào hoạt động, đang hoàn thiện thi công những hạng mục cuối cùng như là cây xanh, sân thể dục thể thao. Đây là ủy ban duy nhất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Chợ 2 hecta đang trong quá trình thi công và lắp ráp với vị trí đắc địa nằm ngay góc ngã tư vòng xoay duy nhất của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn được bao bọc bởi 4 tuyến đường D18, N23, N11 và D11. Khu chợ này hứa hẹn sẽ là nơi giao thương duy nhất cũng như là sầm uất nhất khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Trường mầm non của chúng chị, đây là trường mầm non Lộc An với diện tích 6.465 m² được bao bọc bởi 3 tuyến đường D3, N9 và N7, đầy đủ tất cả các tiện ích như khu vui chơi, vị trí đắc địa kế bên nhà thờ giáo xứ Thành Tâm, chỉ cách đường DT769B 400 m mà thôi. Hiện tại đây là một trong những ngôi trường mầm non đã đưa vào hoạt động tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Nhà thờ giáo xứ Thành Tâm hiện tại đang trong quá trình thi công nhà thờ với diện tích lên tới 13.770 m² với vị trí đắc địa được bao bọc bởi các tuyến đường như D9, D4, N13 thuộc phân khu 1 được vây quanh bởi trường học, công viên và các tiện ích khác. Chỉ cách đường DT769B là một khoảng cách đường song hành và công viên mà thôi. Hiện tại đây là một trong hai nhà thờ tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Nhà thờ hiện tại đang thi công và cũng đã đưa vào hoạt động rồi. Nhà thờ giáo xứ Thành Tâm lớn nhất khu tái định cư Lộc An Bình Sơn cũng như là các khu vực xung quanh. Trường mầm non Suối Trầu của ngôi trường mầm non đầu tiên được đưa vào hoạt động tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn với tổng diện tích lên tới 5.222 m², được bao bọc bởi 3 tuyến đường N26, D32, N29 thuộc phân khu 3. Kế bên sẽ có quy hoạch sân bóng và khu vui chơi giải trí. Trong ngôi trường này thì sẽ đầy đủ tất cả các cái tiện ích. Hiện tại học sinh ở trong trường rất là đông rồi. Tái định cư Lộc An Bình Sơn đây là một trong 4 ngôi trường mầm non. Nhà thờ giáo xứ Thành Đức của chúng chị, hiện tại nhà thờ đã đưa vào hoạt động và cũng đang trong quá trình thi công xây dựng. Tọa lạc trên tuyến đường D22 đắc địa với tổng diện tích lên tới 15.511 m², được bao bọc bởi 4 tuyến đường D22, N26, D32, N30 và hiện tại đã đưa vào hoạt động. Hàng ngày sẽ có rất nhiều giáo dân đến đây để tụng kinh cũng như là các hoạt động về giáo xứ. Trên trục đường D22 sẽ có các tiện ích như là trạm y tế, trường học, giáo xứ, nhà chùa và miếu. Hiện tại thì trục đường này đang được có quy hoạch xuyên qua khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn và kết nối vào các cụm khu dân cư. Chùa Bửu Lâm, cô chú chị,
Hiện tại thì chùa này đã đưa vào hoạt động và cũng đang trong quá trình hoàn thiện thi công những hạng mục cuối cùng. Ngôi chùa này có vị trí đắc địa nằm trên trục đường D22. Ngôi chùa này được khai sơn năm 1982, di dời ra vị trí tái định cư Lộc An Bình Sơn là năm 2021. Chùa Biểu Lâm với diện tích 13.831 m² đang trong quá trình hoàn thiện với lợi thế đắc địa góc ba mặt tiền đường tuyến đường D22, N3, D23. Đây là ngôi chùa duy nhất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Miếu Thần Hoàng Suối Chầu, cô chú chị đang được thấy rằng miếu Thần Hoàng Suối Chầu tại xã Lộc An, hiện tại thì miếu Thần Hoàng đã đưa vào hoạt động. Cô chú chị đang được thấy rằng toàn cảnh miếu Thần Hoàng với khu dân cư đô thị quy mô lên tới 282 ha, đạt tới 7.500 nền thì không thể thiếu được nhà máy xử lý nước thải để ổn định dân cư và mang lại chất lượng sống cho dân cư sau này. Nhà máy xử lý nước thải được bao bọc bởi tuyến đường D15 và tuyến đường N54, tổng diện tích lên tới 25.500 m², kế bên sẽ có quỹ đất để làm cây xăng mặt tiền đường DT769B với tổng diện tích lên tới 17.716 m², và đây là những cái tiện ích không thể thiếu tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, tạo dựng thành một khu dân cư có chất lượng đời sống cao về sau này. Như vậy là tổng tiện ích khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, Thành Len đã review thực tế cho cô chú chị nắm rõ được tất cả các cái tiện ích tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Cô chú chị nào đang có nhu cầu đầu tư tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì hãy liên hệ Thành Len của chú anh chị nhé. Hiện tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn giá đã rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 50% rồi. Giá bây giờ chỉ từ 1.2 tỷ cho đến 1.350 tỷ những lô xuất phụ. Còn những lô xuất chính 5x25 125 m², giá sẽ dao động từ 1.8 tỷ cho tới 2.2 tỷ một nền. Và những lô trục đường 48 m thì giá sẽ dao động từ 3.4 tỷ cho đến 5 tỷ một nền, tùy theo vị trí của chú anh chị nhé. Hiện tại thì Thành Len đang có những bất động sản rẻ ngộp đẹp tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Cô chú anh chị nhanh tay liên hệ Thành Len để biết thêm thông tin chi tiết về các bất động sản ngộp rẻ tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Cô chú anh chị nếu thấy video này hay hãy chia sẻ và hãy cho em một like, đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.